con người chớ nên có tâm tham đừng nên có tâm sân khỏe khoa mục tu học của bồ tát gồm sáu môn sáu môn ấy được gọi là lục ba la mật sáu môn ấy là gì Sáu môn nhằm đoạn phiền não, mà cũng nhằm xa lìa ma chứng. Vì sao Bồ Tát tu bố thí? Chủ yếu nhằm đoạn tham lam, keo kiệt. Nên thí xã. Thí xã cũng là buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghe đều phải buông xuống chúng ta là phàm phu những tập khí phiền não như vậy rất nặng buông xuống ngay lập tức há dễ dàng ư Nói thì đơn giản, chứ buông xuống quả thật chẳng dễ dàng, nhưng chẳng thể không buông xuống. Không buông xuống sẽ khó đi được nửa bước trên đường Bồ Đề. Quý vị chẳng có cách nào tiến lên. Vì những thứ ấy buộc ràng, dứng díu. Do vậy học theo Bồ Tát tu bố thí Khiến cho quý vị dần dần học buông xuống Căn tánh của mỗi cá nhân chúng ta khác nhau Có người coi tài rất nặng Trước hết quý vị hãy bố thí tài Buông thứ ấy xuống sẽ dễ buông những thứ khác có người rất coi trọng danh vọng háo danh trước hết hãy buông xuống phiền não nghiêm trọng nhất trước tiên hãy đối trị nó giống như chữa bệnh trên thân người ấy có rất nhiều chứng bệnh bệnh nào nghiêm trọng nhất có thể khiến cho người ấy mất mạng thì phải trị trước chữa lành căn bệnh ấy. Tiếp đó lại thông thả chữa trị những căn bệnh khác, những căn bệnh nhẹ hơn, chẳng quá mức nghiêm trọng. Do vậy, bản thân chúng ta phải nghĩ đối với tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, ăn uống ngủ nghe. Thứ nào nghiêm trọng thì hãy thực hiện đối trị từ nơi nghiêm trọng đó phải thật sự đối sự trị có khá nhiều người tu học hết sức khó khăn hỏi tôi, à, tôi phải nên làm, làm sao kẻ mới học chẳng ngại điều chỉnh và chuyển biến những thứ chúng ta yêu ghét so ra sẽ dễ dàng hơn